Hello, xin chào mọi người. Đây là trận đầu tiên mà tôi comment bình luận cho trận đấu này. Thì tôi xin phép được giới thiệu trận đấu. Đây là trận đấu giữa tôi, Mika, Ba Thọ, GVN, Tiroloco và Haruto. Mika sử dụng 5 Armor Company với 5 kỹ năng bao gồm Armor Bounty lấy tiền từ giết lính, Highlight Machine có thể hồi phục xe tăng, CP sửa xe tăng ngay tại chỗ, Karaoke đây là xe tăng có khả năng phóng hỏa tiễn, và Pershing một loại xe tăng dạng mới nhất của đồng minh vào thế chiến đó. Và tiếp theo là Ba Thọ thì mới level khoảng chừng 20 cho nên thì mới khoảng 3 skill bao gồm Ranger, Artillery và Opmap Green Force. Opmap mới có khả năng gọi một lượng lính khá lớn với một giá cực rẻ. Artillery có khả năng gọi pháo tại nguyên một vị trí trên bản đồ mà không cần xe pháo. Và cuối cùng là Ranger, đội được động mạnh nhất của phe đồng minh thời bấy giờ. Tiếp tiếp là Siroloco. Tiroloco sử dụng Defensive Doctrine với 5 kỹ năng. Home Brigade, Rear Brigade, Delay có khả năng lấy tiền được khi giết lưới cơ nhưng phải giết bằng lính. Còn đối với tôi thì phải sử dụng bằng xe tăng. Và có Deep Flare có khả năng mở màn hình, Storm Trooper, Rocket Para và Heavy Armor Support. Mặc dù trận đấu này cũng không thấy cậu tập sử dụng nhiều kỹ năng. Kế tiếp là Haruto. Thì đây là Defensive Doctrine với các kỹ năng như gọi Contract Reinforce là những kỹ sư có khả năng xây dựng tốt nhất trong game và sửa xe tăng nhanh nhất. Father Fatherland thì sẽ giúp tăng sức phòng thủ khi mà trong khu vực của nhà. Aggressive Defense có khả năng tăng tốc khi di chuyển. Và cuối cùng là Area Heal và Reactive Artillery. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu trận đấu. Alright, chúng ta sẽ bắt đầu tiên với tôi, Mika. Trận đấu này tôi có một số trục trặc về mệt mỏi do hôm nay tôi bị ốm cho nên cũng không thể làm được nhiều. Trận đấu tôi bắt đầu với lại hai Engineer và Varrock Stark. Varrock có khả năng xây ra lính trường là Rifleman và Jeep. Đây là hai loại lính cực kỳ quan trọng đối với đội quân Mỹ khi mới đầu. Kế tiếp là Ba Thọ. Ba Thọ cũng đi giống tôi là hai Engineer Star với lại Barak. Và đây là chiến thuật thường xuyên nhất, đó là gồm hai Engineer và bốn Rifleman. Đó là chiến thuật bình thường nhất của một người sử dụng bộ đội quân mẻo. Rồi cái thế là Tiroloco bắt đầu với lại hai Pioneer và Pike. Bay thì có vẻ hơi lạ nhưng đối với một người mà sử dụng bay giỏi thì có khả năng tiêu diệt đối phương mà không chịu thiệt hại nhiều. Lý do là nhờ có Pioneer ở phía sau sửa cho một bay cho nên motorcycle cho nên nó có khả năng chịu được mà không sửa tại chỗ. Đối với lính phải chạy về nhà mới reinforce được, nhưng đối với xe thì chỉ cần sửa tại chỗ là có thể chiến đấu lại được ngay, cho nên nó quay về chiến trường rất là nhanh. Trận đấu có vẻ là bắt đầu. Có vẻ như Toroloco bắt đầu sử dụng bay để mà khiến cho Engineer đối phương phải gặp khó khăn. Chúng ta còn một người nữa là Haruto. Cậu ta sử dụng chiến thuật hai Bionic cũng như vậy và Vought. Cậu ta sử dụng hai Vought, Close Combat Vought và một loại Vought thường. Close Combat Vought có khả năng tiêu diệt đối phương tại cận chiến rất là tốt, nhưng điều mà khó khăn nhất là nó xây rất là lâu. Lý do là khi bên đây đã ra hai bay rồi nhưng mà cậu ta chỉ mới ra được một Close Combat Vought. Rồi trận đấu bên đây bắt đầu lớn rồi. Chúng ta sẽ qua cùng với Jericho. Cậu ta đang sử dụng hai bay và bay kết hợp với Pioneer và bắt đầu đánh đối phương. Trên đây Pioneer đã đi cắt.
Có vẻ như Mega đã có khả năng cắt được đối phương ngay tại giữa. Thì nếu như một điểm xăng mà bị cắt tại ngay tại giữa này thì không có khả năng đi về bản đồ như mọi người thấy trên bản đồ này. Thì gì xảy ra? Hai lính chết thì là Tony và Bay bây giờ đang bị dồn vô góc cho nên cũng không thể di chuyển đi đâu được. Cho nên Trigger có vẻ như bỏ lỡ luôn cả hai con bay này. Và có đó là một bất lợi rất lớn khi trận đấu. Ôi trời trời, Tony ở đây đã khả năng giết được ba bên gì. Vì chúng ta quay về chiến trường phía Bắc nè. Ba thọ bây giờ đang dần co với đối phương tại một điểm này. Điểm này rất là quan trọng bởi vì nó có khả năng giữ cái điểm đạn 10. Thì đối với lại phe Acid thì nó rất là cần những điểm đạn như thế này. Thì nếu mà để đối phương mà giành những điểm đạn như vậy thì phe Acid gặp bất lợi rất là lớn. Vì đó đây là một phe dần rất nhiều đạn. Từ lính Pioneer phải sử dụng đạn cho súng lửa cho đến lính Bot phải sử dụng đạn cho súng MP40. Rồi đối với lại đi thì phải cần sử dụng đạn. Còn ta đã sử dụng Fatherland MC Team nhưng chỉ mới level 4 cho nên chưa có tăng tốc trong lúc mà đi trong này. Chúng ta quay lại về phía trường phía Bắc có vẻ xúc động hơn. Ba thọ sử dụng một cái súng trường và súng lửa. Thì súng lửa như mọi người biết là có khả năng gây ra thiệt hại rất lớn khi mà đối phương ở ngay nằm trong nhà. Nhưng có vẻ đối phương cũng rất là khôn, đánh vô lính súng lửa trước khi nó giết được mình. Nhưng nói chung của ta cũng gặp thiệt hại rất là lớn. Venerobot. Venerobot thì có vẻ như không phải mạnh so với bot thường nhưng mà được cái giá rẻ và di chuyển khá là chậm. Có vẻ như cậu ta đã đi nhóm clone combat bot đà đây. Có vẻ như cậu ta bị bất thế bất lợi. Khả sứ có vẻ bị bất lợi cả hai phía. Trailblazer Rifleman có vẻ như MG vừa mới đuổi Trailblazer ra khỏi vùng đất của mình. Hiện giờ Acid đang rất là lớn, chúng ta sẽ quay về với phe Ally để xem tình hình bên đây. Đối với Mega thì có vẻ như cậu ta đã chết một Engineer khi mới đầu, cho nên bây giờ chỉ còn một Engineer và 4 Rifle, trong đó có gồm Gladiator Rifle, là Rifle mà được gọi là hàng hiếm và có khả năng chịu đựng rất là tốt. Trailblazer có khả năng fire up và khả năng này sẽ giúp thoát khỏi, như mọi người thấy lúc nãy MG Trailblazer đã thoát khỏi được cái tầm bắn của MG nhờ không bị bắn ghìm. Kỹ năng fire up để giúp cho nhóm Trailblazer này. Có vẻ như bên đây lớn chiếm hơi lớn và đã chọc thủng tới tận đây lận rồi. Chúng ta qua với bên ba thọ. Có vẻ như ba thọ đang trận chiến bắt đầu dữ dội hơn. Rồi đây là súng máy và đối phương đang tấn công nhưng là đã bị súng máy bắn ghìm suốt. Ba thọ đã phải retreat hai đội quân này, rút lui hai đội quân. Kìa Engineer đang súng lửa nguyên liệu sống không. Rồi phương anh còn hai đám bên đây nữa. Đây là kỹ năng flank. Chúng ta sử dụng hai đội quân đánh cùng ngay một lúc và kỹ năng này sẽ giúp cho mở thoát khỏi được cái tầm bắn súng máy. Liệu Rifle có giết được súng máy trước khi nó giết đội quân Rifle không? Chúng ta sẽ giết được rồi. Có vẻ như ba thọ đã giành được lợi thế ngay phút phương trên này. Rồi chúng ta sẽ quay về xem thử đội quân hai bên thế nào.